Kính thưa cộng đoàn, hôm nay ngày 18 tháng 10, Chủ nhật 29 thường niên A, cũng là ngày khánh nhật truyền giáo. Chúng ta hiệp nhau cầu nguyện cho công cuộc rao giảng tin mừng của Hội Thánh. Ý cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay và các thánh lễ trong tuần, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phaolô Phạm Tấn Thập, Maria Nguyễn Thị Khuê mới qua đời, linh hồn Giuse Nguyễn Văn Văn, Maria Chu Thị Thanh, Giuse Nguyễn Văn Nam, linh hồn tiên nhân nội ngoại và xin bình an cho gia đình, linh hồn Nicola và linh hồn tiên nhân, linh hồn Anna Hoàng Thị Khương, linh hồn Giuse Maria Trần Văn Mão lễ dỗ, linh hồn Anna Maria Hoàng Thị Màu, linh hồn Catarina và xin bình an cho gia đình. Cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Hoa lễ dỗ 2 năm, linh hồn Maria Vũ Thị Cúc lễ dỗ, linh hồn Giuse Mai Hùng Dũng lễ dỗ 1 năm, linh hồn Maria lễ dỗ, linh hồn Maria Lại Thị Liệu lễ dỗ và xin ơn như ý. Cầu cho các linh hồn và xin lễ tạ ơn. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse đã ban cho chúng con 25 năm ngày thành hôn được mọi sự bình an. Gia đình cầu xin cho linh hồn Phêrô Phan Ngọc Lan, ban thừa thác viên lời Chúa xin mừng lễ bổn mạng. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Chúng con niềm tin, chúng con sum họp về đây quanh bàn thờ Cha, dâng lên lời kinh thánh ấy, cảm tạ hồng ân Cha đã phước ban đêm ngày, giữ gìn hồn thơ trong chắc như cành huệ tươi. Alleluia, alleluia, bao vì quyền bình dự thuộc về Chúa chúng ta. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Tôi chân thành chào đón quý ông bà và anh chị em cùng tới hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật 29 thường niên hôm nay qua lời Chúa, Chúa Giêsu cũng như căn dặn mỗi người chúng ta. Sự chọn lựa cũng như trong đồng tiền có hai mặt, cũng như cuộc sống của chúng ta có những công việc tốt, công việc xấu chúng ta cần phải chọn lựa, cũng như những gì mà trách nhiệm chúng ta phải làm. Xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã không làm hết trách nhiệm, nhiệm vụ mà Chúa trao phó cho chúng ta trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiêu son. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhậm lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con, vì lạy Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quang đại, để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán với kẻ người đã sức dầu, với vua Kiro: Ta đã cầm lấy tay phải nó để bắt các dân tộc suy phục nó. Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa. Vì lợi ích của tôi tớ ta là Gia-cóp, và của người ta đã chọn là Israel. Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Chẳng có ai là Thiên Chúa ngoại trừ ta. Dù ngươi không biết ta, ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ đông sang tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác ngoại trừ ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Đó là lời Chúa. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Kể cho muôn dân biết người thật là vinh hiền. Kể cho mọi nước hay những kỳ công của người. Và vinh quang Chúa thật cao cả, xưng muôn lời ca tùng, khả tôn khả uy hơn chư thần. Vì chư thần các nước thấy đều hư ảo, còn Đức Chúa người sáng tạo trời cao. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xưng danh người. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy bưng lễ vật bước vào tiền đình Chúa và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiên. Toàn thể địa cầu
hãy run sợ trước thanh nhiên. Hãy nói với chư dân, Chúa là vua hiền trí, người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thê-sa-lô-ni-ca. Chúng tôi là Phaolô, Silvano và Timôthê, kính gửi hội thánh Thê-sa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giê-xu Ki-tô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gắn vác vì lòng mến và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giê-xu Ki-tô. Thưa anh em, là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em. Vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa thế gian, anh em phải chiêu sáng như những vì sao trên vòng trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Hallelujah. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người Pharisêu đến nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật và cư xử thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì thầy không cư bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Nhưng Đức Giêsu biết họ có các ý ác ý, nên người nói: Tại sao các ngươi lại thử tôi? Hỡi những kẻ đạo đức giả, cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bấy giờ người bảo họ: Thế thì của Caesar, trả về Caesar, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Phùng âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Hôm nay quý ông bà và anh chị em nghe là một phe ở Herode cũng như những người trong nhóm lãnh đạo tới hỏi Chúa là phải làm sao trong cái cuộc sống của họ, nhất là họ hỏi việc rất thực tế, chúng ta có phải đóng thuế hay không? Đó là việc mà chúng ta ở Mỹ này là chúng ta thấy rất là đương nhiên trong việc đó. Rồi họ muốn hỏi để đưa Chúa vào thế bí, cũng như là để bắt bẻ Chúa.
thì họ đưa cho Chúa đồng tiền, thì họ nói là phải làm sao, thì Chúa trả lời một cách rất rõ ràng mà một cách rất thực tế, cũng như bài học cho mỗi người chúng ta học hôm nay. Đồng tiền này trong cái mặt của họ, cũng như trong đồng tiền thì các ông thấy như thế nào, thì họ thấy là có cái mặt của ông Caesar, là đó là về vấn đề của chính phủ, cũng như quý ông bà và anh chị em coi đồng tiền. Tôi không có nhiều tiền, 100 đô, 200 đô, nhưng mà có 10 đồng thôi. 10 đồng, tôi thấy đây nói là In God we trust, trong Thiên Chúa we tin tưởng những công việc, trách nhiệm mà chúng ta làm. Thì hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta là tất cả mỗi người chúng ta đều biết được, tôi đang đứng đây với một cuộc sống tôi đang có. Cuộc sống này không phải là của riêng tôi, của tôi, nhưng mà của Thiên Chúa ban tặng cho tôi. Trách nhiệm của tôi cũng như có sự chọn lựa trong cuộc sống này là tôi có thể là làm những việc xấu, tôi có thể làm những công việc tốt. Nên vì vậy, hôm nay trong lời Chúa ban tặng, thật sự tất cả những gì chúng ta đang có, hơi thở, nhịp đập trái tim trong cuộc sống con người là tất cả thuộc về Chúa. Nhưng trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta phải có trách nhiệm với Tổ quốc, trách nhiệm với giáo hội, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với cộng đoàn, giáo xứ, trách nhiệm với mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể chọn lựa những công việc tốt chúng ta làm, chúng ta có thể chọn lựa những công việc xấu. Xây ra là cũng như là vấn đề về công việc làm, đóng thuế, cũng như sự lo lắng rồi đủ mọi cái. Chúa nói hãy bỏ những cái sự lo lắng đó, trả về hết tất cả chuyện đó, thì chúng ta sẽ tìm được sự bình an rất thật sự. Quý ông bà và anh chị em là những người Kitô hữu, tôi biết rằng quý ông bà và anh chị em cũng như tôi. Tôi chịu chức ở địa phận Seattle này năm 92, bây giờ cũng gần 30 năm rồi. Trách nhiệm của tôi biết là ở các giáo xứ của Tổng giáo phận Seattle là trách nhiệm tôi phục vụ, cũng như đang phục vụ quý ông bà và anh chị em đây. Nhưng tôi là người Việt Nam, tôi cũng vẫn là lo cho giáo hội Việt Nam, cũng vẫn cầu nguyện. Quý ông bà và anh chị em cũng theo dõi, Hội đồng Giáo mục Việt Nam mới có cuộc họp tuần vừa qua, cũng như rất nhiều những đề tài cần bàn thảo, cũng như tuần này nói về truyền giáo, cũng như đây chúng ta có cha Lâm về truyền giáo, ơn gọi, cũng như trách nhiệm như thế nào. Tôi thấy là cái bài phỏng vấn cũng như tôi đã đọc qua, cũng như quý ông bà và anh chị em theo dõi, Hội đồng Giáo mục Việt Nam nói rất nhiều về vấn đề, nhưng tôi rất thích cái bài phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, Đức Cha Năng nói là hiện bây giờ giáo hội Việt Nam của chúng ta rất tốt, tạ ơn Chúa có cơ hội cho anh em giám mục hội họp, tạ ơn Chúa cho có một cuộc họp cũng như bàn thảo những vấn đề quan trọng. Nhưng mà vấn đề quan trọng bàn thảo là chúng ta đào tạo như thế nào trong tất cả các tầng lớp của giáo hội, anh em linh mục, tu sĩ, nam nữ, giáo dân, tất cả các thành phần của giáo hội. Nhưng một việc mà tạ ơn Chúa đã được đào tạo về vấn đề khôn ngoan, hiểu biết rất nhiều. Nhưng một việc mà đào tạo mà chúng ta chưa tới cái tầm mức để là người Kitô hữu, là có một cái tâm linh của người Kitô hữu. Quý ông bà và anh chị em cũng như tôi, chúng ta học hỏi, chúng ta biết được cái gì tốt, cái gì xấu, nhưng thật sự sự cám dỗ của trần gian rất nhiều. Phải làm sao là muối men, là người Kitô hữu, là có cái chất của Chúa Giêsu trong chúng ta. Tức là chúng ta là làm sao phải cảm nghiệm được là thay đổi con người của chúng ta khi lắng nghe lời Chúa. Lắng nghe một phần, nhưng mà lắng nghe chuyện đó bỏ ra một bên, rồi sự chọn lựa chúng ta sống hai mặt. Mặt Caesar thì rất là siêng năng đạo đức, còn việc về Thiên Chúa thì ơ hở. Nên vì vậy Đức Cha nói tôi ước mong của tôi những người giáo dân cũng như tu sĩ nam nữ sống cuộc sống của người Kitô hữu là
trả về cho Thiên Chúa những gì mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Còn chúng ta trả về cho Caesar thì rất nhiều. Tại sao chúng ta lâm phải những cái khó khăn hiện bây giờ đang đời sống linh mục của chúng ta cũng như giáo hội Hoa Kỳ này? Một vấn đề là mời gọi tất cả những người Kitô hữu sống ở đất nước này. Tháng 11 là tháng bắt đầu chúng ta ra bầu cử. Không phải là chúng ta chọn, là chỉ nói về, chỉ riêng về vấn đề là abortion, là gọi là bảo vệ cho trẻ thơ. Nhưng tất cả trong giáo huấn của giáo hội dạy chúng ta như thế nào? Lo lắng hiện bây giờ đối với tôi thấy người già rất là quan tâm, mà chả ai quan tâm tới họ về sức khỏe, về health care, về mọi chuyện. Những người immigration, rồi những người bị tách ra khỏi vấn đề lề của xã hội. Nên vì vậy, cái vấn đề bảo vệ sự sống con người là từ khi được ở trong bào thai cho tới khi được Chúa gọi về, chúng ta phải làm sao có trách nhiệm đó. Lá phiếu của chúng ta rất quan trọng. Tại sao chúng ta ở Hoa Kỳ này được sống cái sự tốt lành, sự tự do, tôn trọng? Nếu chúng ta mất đi cái quyền lợi đó thì chúng ta sẽ mất đi hết tất cả. Nên vì vậy tôi mong muốn rằng quý ông bà và anh chị em, tất cả những tin tôi chia sẻ với quý ông bà và anh chị em trên niềm tin, trên website của Cộng đoàn Giáo xứ rất nhiều, xin quý ông bà và anh chị em tham khảo đọc để chúng ta cố gắng trong khi chúng ta sửa soạn bầu cử. Lá phiếu đã được gửi về cho từng gia đình của những người quốc tịch Mỹ, cũng như là chúng ta có thể mail in hoặc là bỏ phiếu trong những tuần tới. Xin quý ông bà và anh chị em cố gắng tham gia để biết rằng cái lá phiếu của quý ông bà và anh chị em rất quan trọng. Việc thứ hai nữa là trách nhiệm Chúa nói của Caesar trả về cho Caesar. Trách nhiệm của Cộng đoàn Giáo xứ của chúng ta về cái stewardship, người quản lý. Làm sao nếu chúng ta bảo vệ được Cộng đoàn Giáo xứ thì chúng ta phải có trách nhiệm làm những công việc như thế nào? Sự hy sinh của quý ông bà và anh chị em tạo nên được một gia đình hạnh phúc. Nếu không có sự hy sinh, sự giúp đỡ, tinh thần chung của mỗi người thì cái việc đó chúng ta sẽ bị mất đi. Nên vì vậy, sự chọn lựa việc tốt và việc xấu cũng như đồng tiền hai mặt. Xin quý ông bà và anh chị em hãy cầu nguyện để Chúa soi sáng giúp đỡ cho chúng ta, cũng như lời của Đức Tổng Giáo mục Sài Gòn là sự đào tạo, làm sao chúng ta phải thay đổi được con người của chúng ta thành con người mà Chúa mời gọi chúng ta làm những công việc không phải chỉ lời nói mà hành động, mà chúng ta phải thực thi. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng cao cả trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, bằng ban thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta, thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh,
người lên trời, ngự bên hiệu Đức Chúa Cha. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nương người sẽ không bao giờ cùng. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán rằng: Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi tuyên rơi nghe chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân từ, Người dựng nên trời đất muôn vật và lúc nào cũng quan tâm chăm sóc hết thảy mọi loài. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. Hội Thánh luôn quan tâm rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco và các vị mục tử trong Hội Thánh luôn nhiệt tâm rao giảng tin mừng và không sợ hãi khi phải nói lên tiếng nói của chân lý trong thế giới này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho nền hòa bình và công lý được thực thi, cho nạn dịch bệnh, hỏa hoạn và các cuộc biểu tình bạo loạn được chấm dứt. Xin Chúa ban bình an cho thế giới và cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin cho giới trẻ trong Hội Thánh đáp lời Chúa mời gọi, can đảm dấn thân vào công cuộc loan báo tin mừng. Và xin cho mỗi người chúng ta dám sống triệt để theo những đòi hỏi của tin mừng là mến Chúa trên hết mọi sự và yêu mến tha nhân như chính mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Hôm nay, Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa mừng lễ bổn mạng. Xin cho mỗi thành viên được luôn tràn đầy hồng ân và luôn là những thừa tác viên hăng say công bố lời Chúa và phục vụ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin Chúa xót thương đến những người Chúa đã gọi ra khỏi thế gian, nhất là những linh hồn có ý chỉ cầu nguyện hôm nay, sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Trong tháng Mân Côi, xin cho chúng ta biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi và cùng cầu nguyện cho việc tôn trọng sự sống con người. Và giờ đây, xin dâng lên Chúa những tâm tình và những ý nguyện riêng trong lòng mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho chúng con một đất nước đầy hạnh phúc. Xin Chúa ban muôn ơn lành trên những lời khẩn nguyện chúng con vừa dâng lên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ Phật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tụng công vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thánh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh, nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài, Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thế bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thánh ý Cha và để gây dựng cho Cha một dân tộc thánh thiên. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng tâm ngữ đến nhân danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhậm lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và viên cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.
các con hãy làm việc này mà như đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vời lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén kiêu đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Paulo của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người rơi, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cai sáng. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiên tri muôn đời.
Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lời chiên Thiên Chúa. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành lặn. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thần Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Xong lẽ, bởi vì bây giờ con chẳng có thể chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
lời Ngài dạy con hãy biết cha tất cả những gì thuộc về Jesus. Tháng ngày trôi mãi cuốn theo dòng đời, một lòng tin tưởng nơi Chúa. Vì trần gian trong qua có chi tồn tại, chỉ tình yêu Ngài chẳng phai. Lời Ngài dạy con hãy đem cha tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa. Lời Ngài dạy con hãy đem cha tất những gì thuộc về Jesus. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sự sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vinh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong buổi họp Lý Tư Dì, tức là ban phụng vụ tuần vừa qua, các anh chị có nhờ tôi để chia sẻ với quý ông bà và anh chị em. Chúng ta bây giờ cảm ơn quý ông bà và anh chị em đi tham dự thánh lễ 7:45 cũng như 4 giờ chiều rất nhiều. Nên vì vậy, trong vấn đề theo cái sự chỉ thị làm sao để bảo vệ được môi trường cho được tốt đẹp, cũng như là khi quý ông bà và anh chị em tới tham dự thánh lễ bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đoàn giáo xứ. Nên vì vậy, khi quý ông bà và anh chị em tới tham dự thánh lễ thì quý ông bà và anh chị em thấy là chúng ta phải ngồi theo chỉ thị là 6 feet mỗi gia đình. Nên vì vậy, khi quý ông bà và anh chị em tới tham dự thánh lễ thì nếu mình tới sớm được là trong cái pew nó lớn, nên vì vậy đừng ngồi hai hàng hai đầu. Chúng ta có thể ngồi vô giữa một chút để những người tới sau họ tới để họ có thể có chỗ ngồi. Nên cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta lên rước lễ, nhớ bảo vệ 6 feet, tức là khoảng 3 mét. Đó là chúng ta vấn đề sức khỏe chung, cũng như là wearing a face mask, là khẩu trang. Cũng như xin quý ông bà và anh chị em, tôi biết rằng nói những chuyện này rất tế nhị, nhưng thật sự chuyện sự thật thì cũng nó hơi khó. Nên xin quý ông bà và anh chị em cố gắng giúp tôi là để cho mọi người tới tham dự thánh lễ được sự an toàn, cũng như mọi người tôn trọng nhau, thì chúng ta sẽ có một cái sự yêu mến nhau trong cộng đoàn giáo xứ. Còn nếu mà không thì rất là khó, nên hy sinh một chút. Đó là hôm nay hai đồng tiền có hai mặt, sự xấu và sự tốt. Nên chúng ta chọn làm việc tốt thì chúng ta phải hy sinh một chút. Nên vì vậy, xin quý ông bà và anh chị em cùng tôi hy sinh để trong những kỳ đại dịch này chúng ta cũng có thể cái tình yêu thương của cộng đoàn giáo xứ giúp đỡ mỗi người chúng ta. Nên ai tới sớm cố gắng ngồi vô trong hàng ghế giữa để các anh ấy không có phải đưa tới đưa lui. Có nhiều khi họ nói tụi con đưa tới họ còn chửi tụi con nữa, nên tôi buồn lắm, nên tôi chả biết phải nói làm sao. Nên tôi nói chuyện chung như vậy, nên chúng ta cố gắng hy sinh giúp đỡ cho nhau một chút để mọi người tới tham dự thánh lễ được tốt lành. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Lễ xong, chúc quý ông bà và anh chị em ra về bằng an. Năm xưa trên cây rồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhẫn nhục
đức tin sáng ngời. Cho chúng con.